Mọi người ơi, hôm nay mình làm một cái món ăn, đó là một cái món gỏi ốc bươu. Thì cái món gỏi ốc bươu này trông rất là đơn giản, dễ làm, nhanh gọn lẹ nhưng mà ngon mọi người à. Chỉ cần có đầy đủ những nguyên liệu là mình làm ngay cái món gỏi ốc bươu ăn và trông rất là ngon. Thì cái món gỏi ốc bươu này mình ăn kèm với bánh tráng này, với nước mắm chua ngọt. Mọi người muốn biết cái món gỏi ốc bươu này mình làm như thế nào thì mọi người hãy cùng mình để vào bếp làm ngay cái món gỏi ốc bươu này ăn nha mọi người. Hai kênh vlog bí nấm xin chào mọi người. Hôm nay mình làm một cái món, đó là món gỏi ốc bươu. Thì cái món gỏi ốc bươu này mình có chuẩn bị những cái nguyên liệu như thế nào thì mình vay nói sơ qua để cho mọi người cùng biết ha. Thì trước tiên là mình gỏi ốc bươu thì mình có ốc bươu. Ốc bươu của mình thì nó không được to mọi người nó chỉ cỡ như vậy thôi mọi người. Rồi sau đó thì mình có rau răm và cà rốt với hai trái chanh, hành tây, ớt, sả. Thì cái món này mình chuẩn bị những cái nguyên liệu để làm ra cái món gỏi ốc bươu ở trong rất là đơn giản dễ làm nhưng mà ngon mọi người rồi mọi người muốn biết mình làm cái món gỏi ốc bươu này như thế nào thì mọi người hãy cùng mình để vào bếp làm ngay cái món gỏi ốc bươu này nha mọi người. Không biết là mọi người đã làm cái món này ăn chưa, nếu chưa thì mọi người hãy xem cái video của mình, mọi người làm cái món gỏi ốc bươu này ăn thử nha mọi người. Rồi bây giờ mình vào bếp để đem những cái nguyên liệu đi rửa. Thì trước tiên mình đi rửa ốc, mình đem ốc đi luộc, sau đó thì mình lấy cái ruột ốc ra và mình đi cắt cà rốt với hành sả. Mình lặt rau luôn rồi mình gọt cà rốt. Mình gọt vỏ cà rốt nhưng mà mình có chuẩn bị cái đầu bào này mọi người. Mình gọt cho hết hai củ cà rốt. Thì cái món gỏi này mình làm thêm chút một chút. Vậy mà nhiều lắm mọi người. Mình làm vừa đủ một dĩa gỏi ốc bươu để mời mọi người cùng thưởng thức cái món gỏi ốc bươu này nha mọi người. Không biết là mọi người làm cái món này chưa ha. Rồi bây giờ mình gọt hết hai cái củ cà rốt đi nha. Rồi mình lại tiếp tục lột hành nha mọi người. Hành thì mình dùng 4 củ. Mình ốc bươu đó thì mình dùng 2 kg đó mọi người. Ốc trông rất là nhỏ luôn. Ở mình không bao giờ có ốc lớn mọi người Mình thấy ở dưới miền Tây ốc bươu con nào con nấy rất là to. Đó là ốc bươu nuôi. Còn ở ngoài mình nó không có nuôi nên không có ốc bươu to mọi người. Chỉ ốc bươu người ta bắt ở ruộng cỡ đó thôi mọi người. Rồi bây giờ mình lột cho hết cái hành tây nha mọi người. Rồi bây giờ mình lặt cái rau răm này. Mình lặt cho hết mấy bó rau răm luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình lặt cái rau răm mình cho vào cái đĩa. Rồi vậy là xong. Mình lặt luôn cái sả nha mọi người. Mình tét mấy cái lá ở bên ngoài. Mình lấy một ít ở bên trong. Để một chút nữa mình cắt nhỏ. Mình trộn với gỏi cho nó thơm nha. Rồi bây giờ mình lột cho hết cái sả nha mọi người. Mọi người ơi, sau khi mình đã rửa sạch rồi, bây giờ mình đem cà rốt này mình đi bào nhỏ và hành thì mình cắt miếng nhỏ nhỏ nha. Mình cắt luôn cái sả, chanh thì mình vắt nước, ớt mình cũng cắt luôn. Rồi mình có chuẩn bị cái đồ bào, củ cà rốt thì mình bào sợi nha mọi người. Bào sợi cho hết hai cái củ cà rốt này. Mình cắt hành tây, mình cho vào cái thố nước để mình ngâm cho cái hành tây này nó bớt hăng nha mọi người. Rồi bây giờ mình cắt như vậy được nha mọi người nha. Mình cắt cho hết cái hành tây này nha mọi người. Rồi hành mình đã cắt xong rồi, bây giờ mình cho vào cái đĩa. Cho hành vào cái đĩa. Sau đó thì mình cắt sả. Sả thì mình cắt lát lát mọi người Mình bỏ cái đầu sả đây. Giờ mình cắt các lát mỏng mỏng gì nha mọi người. Để một chút nữa mình trộn gỏi cho cái gỏi của mình nó thơm ngon hơn nha. Và mình ăn nó cũng đỡ đau bụng nha mọi người. Rồi bây giờ mình cắt cho hết cái sả này nha. Sả thì mình đã cắt xong rồi, mình cho vào cái chén nha. Và sau đó thì mình cắt ớt nha mọi người. Cắt ớt lát lát mỏng mỏng để mình trộn vào cái miếng gỏi cho cái miếng gỏi của mình ngon hơn và đẹp mắt hơn nha mọi người. Mình cắt lát mỏng như vậy được nha mọi người. Mình ăn nhiều thì mình trộn nhiều, còn mình ăn ít thì mình cho ít. Ớt này thì nó cũng không cay lắm mọi người, nó chỉ làm cho cái màu sắc của mình tươi hơn và đẹp hơn, ngon hơn thôi mọi người. Mình cắt khoảng hai trái nha. Rồi bây giờ mình cắt cho hết hai trái ớt này luôn nha mọi người. Mình cho ớt vào chén. Mình có chuẩn bị nước và mình cho cái
hành tây vào để mình ngâm cho đỡ hăng nha mọi người. Mình sẽ bỏ đá vào để ngâm cái hành tây này. Rồi bây giờ mình để qua một bên. Mình đi bớt cà rốt với muối nha mọi người. Mình cho một ít muối vào cà rốt. Rồi sau đó thì mình trộn đều lên để mình bớt cái cà rốt này. Rồi bây giờ mình trộn đều cái cà rốt, mình bớt cà rốt nha mọi người. Mình sẽ dùng bàn tay mình làm cho nó dễ mọi người à. Mình xả nước, bây giờ mình cho ốc vào để mình ngâm. Sau đó thì mình rửa sạch nha mọi người. Mình rửa sạch rồi mình đem đi luộc. Rồi bây giờ mình rửa cho cái ốc này nó sạch nha mọi người nha. Rồi sau khi mình rửa ốc đã sạch rồi mọi người, bây giờ mình đem cái ốc này đi luộc nha. Mình có chuẩn bị cái nồi nước. Bây giờ mình cho những con ốc này vào. Rồi mình đem đi luộc. Chín rồi mình sẽ lấy cái đầu con ốc ra, cho hết cái ốc này vào để mình luộc. Sau khi ốc mình đã cho vào cái xoong rồi, bây giờ mình đậy nắp lại, mình bấm lò mình luộc cái ốc này nha mọi người. Mọi người đợi cho cái ốc của mình nó sôi lên và nó chín tới thì mình nhắc xuống. Mình sẽ lấy cái đầu con ốc ra nha mọi người. Sau khi ốc bu của mình đã sôi lên rồi, mình nó sôi như vậy là mình tắt lò là được nha mọi người. Vậy thì mình gỡ ra rồi một chút nữa mình đi sáo nó lại nha mọi người. Không cần phải chín lắm mọi người. Rồi bây giờ mình tắt lò để nguội, sau đó thì mình lấy đầu con ốc ra nha mọi người. Mình vắt chanh nha mọi người. Thì mình có chuẩn bị trái chanh, bây giờ mình cắt làm đôi ra để mình vắt chanh. Mình có chuẩn bị cái đồ vắt chanh này, nó nhỏ nhỏ xinh xinh cho rất là dễ thương luôn. Rồi bây giờ mình vắt cho hết hai chiếc chanh nha mọi người. Mình có chuẩn bị những cái nguyên liệu để mình làm một cái chén nước chấm nha. Ớt với tỏi thì mình đã đâm nhuyễn rồi. Thì bây giờ mình đem cái những cái nguyên liệu này để đi pha một cái chén nước chấm. Thì cái chén nước chấm này mình có sử dụng nguyên liệu như thế nào mình quay mình nói cho mọi người biết ha. Thì cái chén này là tỏi với ớt thì mình đã giã nhuyễn rồi. Mình có chuẩn bị một ít đường và mắm với nước cốt chanh. Mình có những cái nguyên liệu để pha cái món nước chấm này trông rất là đơn giản luôn. Rồi bây giờ mình cho một ít đường vào cái ớt tỏi nha mọi người. Sau đó thì mình cho nước mắm vào. Rồi cái món nước chấm này mình pha trông rất là đơn giản luôn mọi người. Rồi sau đó thì mình khuấy cho đều để cho đường nó tan với nước mắm. Thì mình cho một ít nước cốt chanh vào nha mọi người. Một ít thôi mọi người, bỏ nhiều quá nó chua. Mình làm đậm đặc ăn cho nó ngon nha mọi người. Đừng có làm mắm lỏng quá ăn nó không ngon mọi người. Rồi vậy là đã xong một cái chén nước chấm. Sau khi mình đã chuẩn bị những cái nguyên liệu đầy đủ ra đây hết rồi này mọi người. Mình quay sơ qua để cho mọi người biết cái món mình làm gỏi ốc bươu này như thế nào nha mọi người. Mình đã trưng bày ra đây và làm xong cái nguyên liệu làm sẵn hết sạch sẽ hết rồi mọi người. Rồi bây giờ mình quay nó sơ qua một lần cho mọi người biết ha. Thì ốc thì mình đã luộc và lấy cái đầu ốc rửa sạch rất là sạch luôn. Mình để ráo. Thì cái món này có rau răm và mình có một ít cà rốt với hành tây và tỏi. Một chút nữa mình làm ốc mọi người. Mình có chuẩn bị là xả với vỏ chanh, mình cắt vài lát thôi mọi người. Và nước cốt chanh, ớt, một cái chén nước pha gỏi. Mình có chuẩn bị cái chén nước pha gỏi trông rất là đậm đặc để mình cho vào cái gỏi mình trộn nó không bị ra nước nha mọi người. Thì cái món gỏi này có đậu phộng và một cái chén nước mắm thấm để chấm ăn kèm với bánh tráng nha mọi người. Mình để ra đây không còn chỗ để nữa nên mình không có để bánh tráng ra đây với lại hành phi. Rồi vậy là mình đã chuẩn bị những cái nguyên liệu đầy đủ ra đây hết rồi. Bây giờ mọi người hãy cùng mình để đem ốc này đi làm sơ chế qua để cho cái ốc mình nó thơm nó ngon hơn nha mọi người. Rồi sau đó thì mình sẽ đem đi trộn cái món gỏi ốc bươu. Sau khi ốc bươu của mình đã luộc và mình gỡ ra lấy cái đầu ốc bươu, mình đã làm sạch, mình rửa rất là sạch luôn mọi người. Rồi mình đã cho ra đĩa. Rồi bây giờ mình đem cái ốc bươu này mình muốn ngon đó, thì mình đem đi nướng mọi người. Mình sẽ bỏ trong cái nồi chiên không dầu mình nướng sơ qua để cho cái ốc nó thơm hơn nha mọi người. Ốc bươu này mình không nướng thì ăn nó rất là hôi. Mình nướng sơ qua thì cái ốc bươu nó rất là thơm và nó không có bị hôi mọi người. Rồi bây giờ mình cho vào cái nồi chiên không dầu để mình nướng sơ qua nha mọi người. Mình có chuẩn bị cái nồi chiên không dầu, mình cho cái ốc bươu này vào cái nồi chiên không dầu mình đem đi nướng sơ nha mọi người. Mình nướng sơ qua để cho cái ốc mình nó thơm hơn, nó ngon hơn nha mọi người.
Tại vì ốc này á, là nó ăn nó rất là hôi, nó không có giống như ốc biển mọi người. Thì mình phải nướng sơ qua cho cái ốc mình nó không bị hôi nha mọi người. Nướng làm cho cái ốc nó thơm hơn. Rồi bây giờ mình đem cái này đi nướng nha. Bây giờ mình nướng nha mọi người. Sau khi ốc mình cho vào cái lò nướng thì ốc cũng vàng rồi. Bây giờ mình lấy ốc ra để xem thử như thế nào nha mọi người. Đó mọi người thấy ốc nó vàng và trông rất là thơm. Đem cái ốc này mình đi xào sơ qua với tỏi để cho cái ốc nó thơm hơn nha. Sau khi mình cho cái chảo lên lò, mình đã bấm lò rồi thì chảo cũng đã nóng rồi. Bây giờ mình cho một ít dầu ăn vào nha mọi người để mình thử tỏi. Sau khi dầu đã nóng mình cho tỏi vào mình phi nha mọi người. Mình đảo đều cho tỏi nó vàng tới. Tỏi rất là thơm nha. Tỏi đã vàng rồi, mình vớt ra một ít, còn một ít để lại. Mình có chuẩn bị cái chén. Mình cho vào cái chén, mình vớt ra một nửa nha mọi người. Rồi bây giờ mình đổ cái ốc bươu này vào mình xào nha. Mình bấm lửa hơi lớn một chút để cho mình xào cái ốc bươu nó căng lại và nó thơm. Nó làm cho ốc bươu của mình không bị hôi mọi người ạ. Rồi cái ốc bươu mà mình ăn á, mình không có khử qua, chẳng hạn như mình đem đi nướng nha, với mình bỏ lên chảo mình xào với tỏi thì mình khử nó bớt đi cái mùi hôi của ốc bươu nha mọi người. Đây là một cái mẹo để mà mình làm cho cái ốc bươu của mình không bị hôi, nó hôi mùi đất đó mọi người. Rồi bây giờ mình đảo đều ốc bươu của mình thì cũng đã săn lại và thơm tới rồi mọi người. Cái chén nước mình pha để một chút nữa mình trộn gỏi á, bây giờ mình cho một ít vào cái ốc bươu nha, để cho nó thấm vào ốc bươu ra khoảng một muỗng thôi mọi người, cho thêm một chút nữa. Rồi bây giờ mình đảo đều. Rồi vậy là đã xong rồi, bây giờ mình tắt lò nha mọi người. Rồi vậy là mình đã có một cái đĩa ốc bươu trông rất là thơm ngon luôn mọi người. Mình ăn thử một con thì mình thấy nó không còn hôi cái mùi đất của con ốc bươu nữa. Trông rất là thơm. Cái mùi tỏi của mình nó làm cho cái con ốc của mình rất là thơm luôn mọi người. Rồi bây giờ mình đem đi trộn gỏi thôi mọi người à. Mình có một cái bịch bánh tráng này để đem đi nướng. Thì cái bánh tráng này mình nướng mình ăn với gỏi. Cái bánh tráng này trông rất là ngon luôn mọi người. Mình mua bánh tráng này ở siêu thị đó mọi người, cái hiệu đó nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đem cái bánh tráng này đi nướng. Đây nè mọi người, mình khui ra thì cái bánh tráng nó như vậy nè mọi người. Thì cái bánh tráng này mình mua về ăn thử để xem thì cái bánh tráng này nó có ngon không nha. Bây giờ mình cho cái bánh tráng này lên lò mình nướng. Mình chuẩn bị cái dĩ và mình cho cái bánh tráng lên. Mình nướng, mình mở lửa lớn để cho cái bánh tráng nướng cho nó phồng. Đây này mọi người, mình lật qua lật lại để cho bánh tráng chín nha. Rồi bây giờ mình nướng cho nó hết cái bánh tráng này. Sau khi bánh tráng mình đã nướng xong rồi, mình nướng cái bánh trông rất là ngon. Mình có chuẩn bị cái thố. Bây giờ mình đem đi trộn gỏi nha mọi người. Thì trước tiên mình trộn gỏi thì mình sẽ cho cà rốt vào. Mình cho cà rốt vào, hành tây vào luôn nha mọi người. Sau đó thì mình cho chanh vào trước để mình bóp trước để cho cái này nó thấm, để cho cái này nó chua trước. Nhưng mà có sử dụng cái bao tay, mình đeo cái bao tay vào. Bây giờ mình bóp cái cà rốt, hành tây để cho cái chanh nó ngấm vào cà rốt và hành tây chua nha mọi người. Sau khi mình cho chanh vào bóp với cà rốt, hành tây thì cũng đã ngấm chua rồi. Bây giờ mình kế tiếp thì mình cho cái ốc bươu vào nha mọi người. Nhìn cái đĩa ốc bươu trông rất là ngon và hấp dẫn đó mọi người. Và sau đó thì mình cho vỏ chanh và sả vào. Mình cho ớt vào luôn. Và mình cho tỏi phi vào nha mọi người. Mình cho luôn cái hành phi vào luôn nha mọi người. Rồi mình cho một ít đậu phộng vào. Và sau đó thì cái khâu cuối cùng là mình cho rau răm vào. Và sau đó thì mình rưới cái nước pha gỏi lên nha mọi người. Mình đã cho những cái nguyên liệu vào đây hết rồi. Bây giờ mình đeo bao tay vào, mình trộn đều lên nha mọi người. Mình bưng lên để mình trộn cho mọi người thấy này. Nhìn trông rất là ngon và hấp dẫn chưa. Đây là gọi cái ốc bươu của mình nha. Cái cách làm của mình trông rất là đơn giản nhưng mà ngon mọi người. Cái mình làm cái con ốc nó rất là thơm luôn. Rồi bây giờ mình trộn đều cái món gỏi này lên để cho nó thấm gia vị nha. Và sau đó thì mình đã có một cái món gỏi trông rất là ngon luôn nha mọi người. Mình trộn đều lên nó thấm, nhìn cái món gỏi của mình trông rất là ngon và hấp dẫn cho mọi người. Rồi mình đã trộn đều lên thì gỏi của mình đã thấm rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái gỏi này ra đĩa nha mọi người. Cái gỏi này mình cho vài lát vỏ chanh để cho cái gỏi của mình nó thơm, nó ngon hơn nha mọi người nha. Nhìn trông rất là ngon. Xanh của rau răm, đỏ của ớt,
cam cam của cà rốt, trắng của hành tây, đen đen vàng vàng của ốc, ở trong rất là ngon và hấp dẫn của mọi người. Rồi mình đã trộn xong rồi, bây giờ mình cho ra đĩa thôi. Mình có chuẩn bị một cái đĩa, mình cho một ít rau răm lót ở dưới, và sau đó thì mình sẽ cho cái gỏi lên trên. Nhưng mà rồi bây giờ mình hút cái gỏi này cho ra đĩa. Nhìn cái gỏi trông rất là đẹp mắt và ngon mọi người à. Rồi bây giờ mình bỏ cho hết ra đĩa nha. Và sau đó thì mình cho ra đĩa xong rồi, mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức cái món gỏi với mình nha mọi người. Đây, sau khi gỏi thì mình đã cho ra đĩa rồi. Bây giờ mình rưới cái đậu phộng này còn lại lên trên cái gỏi nha. Vì cái đĩa gỏi của mình không còn chỗ để bỏ luôn mọi người. Rồi vậy là mình đã có một cái đĩa gỏi. Mình cho cái đĩa gỏi và bánh tráng ra để mời mọi người cùng ăn với mình nha. Mình quay toàn cảnh cho mọi người xem cái vị gỏi ốc bươu của mình. Làm trông rất là đơn giản nhưng mà nó hơi công phu một chút mọi người. Rồi cái vị gỏi của mình nhìn trông rất là ngon và đẹp mắt, hấp dẫn quá mọi người. Màu sắc thì cũng đẹp luôn ha. Rồi bây giờ mình cho cái bánh tráng ra đây để mời mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Đã chuẩn bị một ít rau còn lại, mình trang trí lên nha mọi người. Mình trang trí lên cái vị gỏi của mình cho nó hấp dẫn nha. Thì mình cắt một cái lát ớt và mình gắn những cái rau răm vào, mình cho lên cái đĩa để trang trí, nhìn trông rất là đẹp. Mọi người ơi, thì cái món gỏi của mình thì cũng đã xong rồi. Mình cho bánh tráng ra đây luôn này mọi người, và một cái chén nước chấm chua ngọt, trông rất là ngon. Và cái đĩa gỏi của mình này mọi người, mình quay cận cảnh để cho mọi người xem cái đĩa gỏi của mình làm bằng ốc bươu, nhưng mà thấy hấp dẫn và ngon quá mọi người. Không biết là mọi người đã từng làm gỏi ốc bươu chưa? Nếu như mọi người chưa làm thì mọi người hãy bắt tay vào làm thử ăn nha mọi người. Rồi bây giờ mình không đợi mọi người đợi lâu nữa, mình sẽ mời mọi người cùng ăn cái món gỏi ốc bươu với bánh tráng chấm mắm chua ngọt nha mọi người. Bây giờ mình mời mọi người cùng ăn với mình nha. Mình có chuẩn bị cái chén và đôi đũa. Bây giờ mình gắp gỏi vào cái chén. Rồi đây này mọi người, cái gỏi của mình nè, trông rất là ngon. Mình sẽ lấy một cái miếng bánh tráng nè. Mình bẻ một miếng bánh tráng và mình cho một miếng gỏi vào bánh tráng. Sau đó thì mình cho một ít nước mắm rưới lên. Đó, mọi người thấy con ốc bươu không? Con ốc bươu của mình nó không được to lắm mọi người, nó cỡ đây mọi người. Wow, nhìn trông rất là ngon ha. Rồi bây giờ mình rưới một miếng mắm lên này mọi người. Đó, mình muốn ăn cho mặn mà thì mình cho một miếng mắm lên nha. Wow, ngon quá mọi người. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng thưởng thức cái món gỏi với mình nha mọi người. Ngon quá đi mọi người. Mình làm cái vị gỏi nó vừa ăn, nó có chua chua ngọt ngọt, mặn mặn cay cay, cực kỳ là ngon luôn mọi người. Và cái miếng ốc bươu á, hồi nãy mình làm, mình cho một ít cái gia vị của cái nước trộn gỏi á vào thì cái ốc bươu của mình nó thấm, trông rất là ngon, rất là mặn mà. Rồi mình mời mọi người thêm một miếng nữa nha. Cái bánh tráng này ăn trông rất là ngon luôn mọi người. Nó thơm mùi dừa nè, và nó có cái gia vị và nó có mè, trông rất là ngon luôn. Mà cái bánh tráng này ăn là gỏi rất là ngon luôn mọi người ạ. Bánh tráng này mình mua ở siêu thị, mọi người vào siêu thị mua cái bánh tráng này ăn nha mọi người. Ngon lắm. Rồi bây giờ mình mời mọi người. Cái gỏi của mình nó cay cực kỳ luôn mọi người. Nhìn không có thấy ớt nhiều đúng không mọi người, nhưng mà rất là cay luôn. Mình mời mọi người. Ngon vô cùng. Cái ốc á, ăn nó giòn giòn và nó thấm gia vị. Hồi nãy mình rưới một ít gia vị vào, nó thấm và nó thơm mùi tỏi, cực kỳ là ngon đó mọi người. Mình thường thường mình trộn gỏi, mình hay trộn cái ốc biển, ốc giác biển đó mọi người. Nhưng mà mình ăn hồi thì mình cũng thấy nó bình thường rồi. Thì hôm nay mình chưa có ăn cái ốc bươu trộn gỏi. Đây là lần đầu tiên mình làm ốc bươu trộn gỏi. Mình ăn mình cảm thấy cực kỳ là ngon luôn mọi người. Rồi mọi người ơi, thì cái món gỏi của mình
Đến đây thì cũng cho ra đĩa và cũng mời mọi người cùng ăn với mình rồi. Nó cay quá mọi người ơi, vừa nói mà nó cay quá, nó không nổi luôn mọi người. Thì cũng cho ra đĩa mời mọi người rồi. Nếu như mọi người thấy cái món gỏi ốc bu này mọi người thích thì mọi người hãy làm ngay cái món gỏi ốc bu này ăn nha mọi người, trông rất là ngon nha. Và một cái chén mắm nữa, ớt nữa, cay lắm mọi người. Mà đặc biệt nhất là mình thấy cái bánh chén này nó ngon, nó có gia vị béo béo của dừa và mặn mặn ngọt ngọt của gia vị bánh chén rất là ngon luôn. Rồi mọi người, nếu như mọi người thấy cái món gỏi của mình mọi người thích thì mọi người hãy ủng hộ cho cái video của mình nha mọi người. Mọi người cho mình một nút like, share và subscribe đăng ký kênh để có cái video mới tiếp theo xem nha mọi người. Mình luôn chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình mang đến cho tất cả mọi người mỗi ngày một món ăn ngon nhất có thể và đơn giản. Mình xin tạm dừng cái video ở đây. Mình hẹn gặp lại mọi người một cái video sau, sẽ mang đến cho mọi người một món ăn ngon hơn nữa.